Ông tìm ai vậy? Cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của Sử Thái Công không? Tôi có chuyện cần gặp, để tôi đi thông báo. Được. Mẹ à, chúng ta đã đến Thiểm Tây rồi. Tốt, xem như đã thoát khỏi chiếc lồng ở Đông Kinh. Mẹ. Gậy này đánh ra cũng khá lắm. Chỉ là giống như hình xăm trên người, chỉ đẹp mắt nhưng không có ích, không thắng được hảo hán đích thực. Này, ông là ai? Dám đến đây chê tài năng của tôi? Tôi đã bái qua 7-8 sư phụ nổi tiếng, tôi không tin là không hơn ông. Ông dám đấu với tôi không? Không được vô lễ. Đây là khách ở nhờ nhà ta. Tên này chê tài của con. Chẳng lẽ quý khách biết sử dụng giáo gậy? Biết sơ qua một vài chiêu. Dám hỏi Thái Công, tên này là người nhà trên à? Là con trai của lão già đây. À, đã là tiểu quan nhân trong nhà, tại hạ lại được Thái Công thu nhận. Nếu đệ ấy thích học giáo gậy, tại hạ sẽ chỉ bảo cho nghiêm chỉnh. Vậy hay quá. Nào, đến bái sư phụ. Cha, đừng nghe người này nói bậy. Nếu ông ấy thắng được cây gậy này của con sẽ bái ông ấy làm sư phụ. Đến đây, sợ thì không phải là hảo hán. Tiểu tử của lão già này từ nhỏ không làm nghề nông, chỉ thích múa gậy đánh thương. Già này đành theo ý của nó, không biết đã tốn biết bao nhiêu tiền mời sư phụ dạy cho nó, lại mời thợ giỏi xăm lên người nó hoa văn như vậy. Trên vai và ngực có tổng cộng 9 con rồng. Người cả huyện đều quen miệng gọi nó là Cửu Văn Long Sử Tiến. Quan khách chắc là sư phụ cao minh, tối nay đã đến đây, hãy cho nó toại nguyện đi được không? Đánh một gậy xem thế nào. Thứ lệnh lang học đều là gậy hoa, chỉ thấy đẹp, ra trận thì vô dụng. Tiểu nhân tình nguyện chỉ bảo đệ ấy, chỉ e va chạm với lệnh lang không hay lắm. Chuyện này không sao, nếu là đánh gãy tay chân cũng là nó tự làm tự chịu, để nó khỏi gây chuyện rắc rối. Vậy thứ lỗi cho tiểu nhân vô lễ, xin đa tạ.
Từ đó về sau, Sử Thái Công đã giữ hai mẹ con Vương Giáo Đầu lại cho ở nhà trên. Sư phụ, đào tốt. Mạnh như nghệ bắn rơi chín mặt trời, vững như tiên chúa cưỡi lưng rồng, đến tựa thiên lôi thu sấm sét, rừng múa ánh ngời tỏa biển sông. Hôm đó nương tử đến thắp hương, nếu như con không đi qua vườn rau này, đi xem vở tuồng của làng Câu Lan, có lẽ sẽ không có kết quả như ngày hôm nay. Con cứ yên tâm mà đi. Sư phụ võ công giỏi quá, thật là lợi hại. Vị sư phụ này võ công giỏi, có được binh khí rất tốt. Sư phụ, bọn vô lại chúng tôi khen ngợi thì không tính, vị giáo đầu này khen ngợi chắc chắn là hay rồi. Phải đấy sư phụ, hắn là ai? Ông ấy là giáo đầu của 80 vạn cấm quân, biệt hiệu Báo Tử Đầu Lâm Sung. Vị sư phụ này thân thủ phi phàm, có được binh khí tốt. Vị anh hùng này, sao không vào đây so tài với Sái Gia?
Huynh tay không cấp sắt, còn mang xích chói. Huynh làm sao ngăn cản được Sái gia chứ? Hai tay trống không, có gì mà không tốt? Vậy huynh không được trách Sái gia đấy. Xem thiền trượng đây. Thần lực tốt, xảo lực tốt, huynh đã không đường lui còn không ra khỏi tường. Ra khỏi tường này thì sao nào? Tường này còn tường khác cao hơn. Vừa rồi thiếu một bước là ra khỏi tường rồi. Còn thiếu một tấc đã phá hỏng bức tường của vườn rau nhà huynh rồi. Sư phụ, hãy dùng sức mạnh hơn. Huynh chảy máu rồi. Còn hơn.